Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin mở trang 120. Câu 25. Hộ niệm 24/24 là như thế nào? Cái câu cuối của ngày hôm qua là chia phiền nhau hộ niệm 24/24. Cái vấn đề này quan trọng, cho nên biến thành một cái mục riêng là hộ niệm 24/24 như thế nào. Câu A: khi người bệnh quá yếu, người nhà phải túc trực bên cạnh người bệnh 24/24 để chăm sóc, nhắc nhở niệm Phật. Khi người bệnh còn nghỉ, phải để họ nghỉ và người nhà theo dõi niệm Phật nhỏ bên cạnh. Đúng không chưa vậy? Được. Thì cái câu này là nói rõ ràng là niệm Phật 24/24 là vậy đấy. Tức là khi mà người bệnh yếu rồi, thì chúng ta không thể nào để người bệnh một mình được. Mà làm sao phải có một người túc trực bên cạnh? Hai người thì càng hay, không cần nhiều. Đây là cái chuyện của gia đình, chứ không phải là ban hộ niệm. Dặn dò đàng hoàng. Phải kê một cái giường, cái chõng gì đó bên cạnh cái giường người bệnh mà mình ngủ chung với người bệnh ở trong cái phòng đó. Liên tục. Phải thay phiên làm sao làm. Đừng có nên để người ta ở một mình. Tại vì đây là giai đoạn mà người bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mong quý vị nhớ. Ở bên cạnh như vậy 24/24 là mục đích đầu tiên là chăm sóc. Ví dụ như có nhiều lúc người ta không có kiểm soát được vấn đề tiểu tiện. Thực sự có nhiều lúc người ta bước xuống giường mà không có mình đỡ, nhiều khi người ta té, nguy hiểm vô cùng. Nói thẳng thắn là lúc nào cũng phải có người bên cạnh chăm sóc, nhắc nhở niệm Phật. Mình nhắc nhở, thí dụ như thấy cái trường hợp mà mớ hay là bị ác mộng, thì cái động tác hay nhất là nên đánh thức người dậy và nhắc nhở là: mẹ ơi, có con niệm Phật đây, chú ơi, có cháu niệm Phật đây, hãy niệm Phật lên đi. Lúc nào cũng nhắc nhở người ta niệm Phật. Đây là cái điều quan trọng. Và ủy lạo tinh thần người ta, ủng hộ tinh thần người ta. Đừng có để người ta rơi vào những cái cảnh giới không tốt. Xin thưa thật là mình mạnh thế này, rồi lúc mình nằm cũng thấy mộng bị như thường. Thì cái người yếu lúc đó mộng bị xảy ra liên tục. Đây là cái hiện tượng làm cho cái tinh thần người ta bị khủng hoảng. Cái tâm ý người ta không còn định được nữa. Mong quý vị phải nhớ là đây gọi là hộ niệm 24/24. Chứ không phải là người hộ niệm ở sát bên cạnh 24/24. Mà chính là người nhà, những người quen thân ở bên cạnh. Khi người bệnh còn nghỉ, phải để họ nghỉ. Đây là cái điều hết sức bình thường. Có nhiều người than là tại sao người bệnh ngủ quá nhiều. Đúng, ngủ quá nhiều là cái điều không tốt. Thật sự. Cho nên những người mà muốn hoàn thành mà ít ngủ, nó may mắn dữ lắm. May mắn cho họ dữ lắm. Có những người ta ít ngủ lắm. Một ngày ta ngủ 2-3 tiếng là khỏe rồi. Đấy là trường hợp rất tốt cho họ. Tại vì những người này là khi mà bắt đầu yếu rồi á, họ ngủ ít lắm, mà thường thường họ tỉnh táo. Còn những người mà ngồi nằm xuống là ngủ khuỵu, nằm xuống ngủ khuỵu, thì nên tập lần lần đi. Tập thể dục lại. Để gì? Để mà thức tỉnh. Tạo thêm cái thời gian thức tỉnh. Nếu mà thức nhiều quá, nhiều khi mình chuốc sức khỏe. Nhưng mà ngủ nhiều quá thực sự là một cái chuyện mà khó khăn trong lúc mình xả bỏ báo thân. Thành ra một thói quen chứ không có gì cả. Chính vì thế mà mong chư vị phải hiểu là khi người bệnh còn nghỉ thì phải để cho họ nghỉ. Nếu mà họ nghỉ nhiều quá thì mình cũng cố gắng là tìm hiểu cái giờ nào người ta tỉnh táo để báo cho ban hộ niệm. Ban hộ niệm nên đến cái giờ nào mà người ta tỉnh táo mà hộ niệm cho người ta được. Nhưng mà cũng kẹt lắm. Nhiều khi, ví dụ ban hộ niệm người ta sắp xếp giờ không được thì sao?
Chính vì thế mà cái nào nó cũng có cái mặt lợi, mặt hại của nó. Ngủ nhiều thì có vẻ sức khỏe ngon ngon đấy, nhưng mà đến cái giai đoạn mà lâm chung hộ niệm rồi thì chính những người ngủ nhiều lại là những người thường gặp trở ngại, thường rơi vào cái tình trạng gọi là hôn trầm, mê man. Thường thường nó là như vậy. Chính vì thế mà trong khi chúng ta niệm Phật ở đây, cố gắng tập thức tỉnh. Hôm trước cho em đã nói rồi, một là ngồi cho thẳng, hai là nên niệm ra tiếng, đừng có niệm thầm. Ba nữa là lắng nghe cái tiếng niệm của mình, phải lắng nghe cái tiếng niệm cho mình đã được. Cái phương pháp áp dụng hay lắm. Lắng nghe cho được cái tiếng niệm Phật của mình thì khi mà mình không còn cái tiếng niệm Phật mình nữa, tức là mình coi chừng ngủ gục. Cái thứ tư là thường thường mở mắt ra, thứ tư là mở mắt ra, đừng có nên nhắm mắt nhiều quá, tức là áp dụng chiến thuật là 7-3, luôn luôn phải mở thường xuyên. Nếu mà chúng ta nhắm khởi chừng 3-4 giây coi chừng nó rơi vào cái tình trạng ngủ gục mà không hay. Mà nó rơi vào thường xuyên như vậy, đến lúc mà mình muốn vượt lại vượt khó lắm, không có giỡn đâu, không phải đơn giản đâu. Mà khi nó rơi vào tình trạng mà hôn trầm nặng quá rồi là mình ngủ không biết, cho nên khi mà đánh tới cái bon mà thức dậy, tự nhiên người mình nó khoan khoái, nó tỉnh táo, nó thoải mái vô cùng. Người ta lại tưởng là người là nó nhập định rồi, mà thực ra không phải, là ngủ gục. Nhớ là ngồi cho thẳng, đừng có ngồi mà còn trong thế này, tức là mình cố gắng mình gượng để cái hệ thần kinh phía sau mình nó hoạt động tốt. Thứ hai nữa là niệm ra tiếng gọi là cao thinh, đừng có niệm mà trầm thinh đê thinh thì nó không hay. Niệm ra tiếng không phải còn niệm lớn, niệm ra tiếng và lắng nghe cái tiếng niệm Phật của mình. Cái thứ ba nữa là làm nên mở mắt, nên mở mắt thường xuyên. Ta tập lần đi, tập lần để trong này mình khỏi bị trở ngại. Lúc nằm ngủ, chư vị nên tập cái phương pháp của Ngài Phi Tích. Dạ, ông thấy hay lắm, đề nghị cho chư vị. Tức là Ngài Phi Tích là một vị thiền sư, nhưng khi mà Ngài ngộ đạo rồi, Ngài ngộ qua câu A-di-đà Phật rồi, để áp dụng cái phương thức thay vì quán hơi thở, gọi là quán sổ tức, Ngài lại quán tiếng niệm Phật. Tức là cứ hít vào Ngài niệm A-di-đà Phật, thở ra Ngài niệm A-di-đà Phật. Vô tình là lúc nào Ngài không chết, Ngài chưa chết là Ngài còn thở. Như vậy là lúc nào Ngài nằm xuống là Ngài cũng niệm Phật. Niệm cho đến khi thiếp luôn. Đến lúc mà Ngài quen rồi thì Ngài nói là gọi là tôi ngậm Phật để ngủ. Thì khi mà hơi thở của Ngài ngưng rồi thì Ngài nói thần thức của tôi vẫn cứ theo câu A-di-đà Phật, chứ Ngài không theo. Cái hơi thở là như vậy. Gọi là tùy tức. Tùy tức niệm Phật là theo hơi thở niệm Phật. Thì phương pháp này nó có nhiều cái hay cho những người chúng ta, là lúc ta nằm xuống ta khỏi còn cầm chú chuỗi, tại cầm chú chuỗi nó mất công lắm. Mà mình theo cái hơi thở mình niệm Phật như vậy thì đối với những người mà mất ngủ, áp dụng phương thức này rất là tuyệt vời, tuyệt vời vô cùng. Tại vì càng thức người ta càng thích, tại vì lúc đó người càng niệm Phật. Mà lúc mà người ta niệm Phật như vậy, khi người ta rơi vào giấc ngủ rất là êm đềm. Vì trước khi ngủ như vậy người ta niệm câu A-di-đà Phật hay vô cùng. Đây là phương pháp rất là hay. Chứ vì áp dụng thử coi. Tức là cứ tạm không còn chú chuỗi. Câu B. Khi tới giai đoạn hấp hối thì ban hộ niệm phải chia phiên hộ niệm liên tục 24/24, đúng không? Đây là nhắc lại vấn đề hôm qua. Khi mà người ta rơi vào tình trạng là có thể phải đứt hơi trong 1-2 tiếng, 1-2 phút, là lúc đó xin thưa thẳng là không còn có thể gián đoạn được nữa, là lúc đó là ban hộ niệm phải chuẩn bị trước là 24/24. Tức là liên tục, nhất định là phải không có rời cái người bệnh ra. Thì khi mà đến cái chỗ mà khai thị viện thì hôm nay nhắc nhớ cho chỗ này. Tức là lúc đó ban hộ niệm rất cần. Thì như vậy thì khi mà người bệnh yếu như vậy, cái người mà ở bên cạnh chăm sóc còn theo dõi, thấy người bệnh mà người ta thở hơi khó khăn, hơi yếu đuối,
Nhiều khi mà ta hơi là phải báo cáo cho bạn hộ niệm liền. Thực sự là phải báo cáo liền, họ sẽ cố gắng là tới liền. Và cái người già cũng có một chút ít kinh nghiệm để hộ niệm cho chính người thân của mình. Có nhiều lúc trường hợp ban hộ niệm tới không kịp. Thì cái đấy là qua cái phần mà khai thị hướng dẫn thì chúng ta sẽ nói thêm. Cho nên cái người mà bên cạnh người bệnh rất quan trọng, rất quan trọng. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, khi mà chúng ta tu hành như thế này, nếu mà người nhà chúng ta không biết hộ niệm, chúng ta còn kết nhóm với bạn đồng tu. Nhờ cái bạn đồng tu mình đã đóng vai cái người mà hỗ trợ cho mình, thực sự với nó vô cùng quan trọng. Không phải là đơn giản. Muốn vận trình không phải là đơn giản, chúng ta phải cẩn thận, nhiều chuyện lắm. Không phải là chúng ta cứ tu như thế này là sau cùng chúng ta ra đi vãng sanh ngon lành đâu. Không dễ đâu. Thật sự là không phải dễ đâu. Cần phải hiểu, biết như chỗ đó. Câu C. Khi thấy người bệnh đã quá yếu, ban hộ niệm cắt cử mỗi ca 2 giờ thay phiên nhau niệm liên tục và bắt người bệnh niệm Phật không gián đoạn. Đúng hay sai? Sai. Sai đúng. Sai. Người bệnh đã yếu mà bắt người ta niệm Phật liên tục thì xin chư vị có người nào mà niệm nổi đâu. Cho nên cái lúc hấp hối không phải là yếu nữa, mà lúc hấp hối bây giờ người ta có ngủ cũng không được. Một người mà đã ngốc rồi đã ngủ cũng không được thì lúc đó là chúng ta niệm 24/24. Còn người yếu là áp dụng phương pháp ở trên là có một người ở bên cạnh người bệnh chăm sóc theo dõi là mới đúng. Còn lúc mà yếu bắt người ta phải niệm Phật liên tục, còn mình thì khỏe mà cứ chia 2 ca, chia 1 ca là 2 tiếng đồng hồ niệm liên tục thì mình niệm 2 tiếng mình mệt mình ra, rồi người kia 2 tiếng và đang làm 5 giờ liên tục, làm sao người bệnh người ta mở mắt ra ta niệm theo được. Cho nên đúng là đúng được. Cho nên là cái sức khỏe của người bệnh đâu chịu được cái chuyện này. Cho nên phải nhớ là cái lúc không phải là cứ thấy người bệnh yếu là bắt đầu cứ chia 2 ca và bắt người ta niệm liên tục, không được. Mình tới, mình cố gắng là tới những lúc nào mà người bệnh tỉnh táo, rồi mình niệm Phật người ta. Khi mà bắt đầu người ta mệt, phải cho người ta nghỉ và giao lại cho người nhà. Là theo dõi liên tục như vậy. Xin thưa với chư vị, đây là cái gọi là kỹ thuật hộ niệm cho họ trong lúc mà mệt mỏi. Vì có nhiều người cũng hơi cũng phát tâm cũng mạnh và cũng có lý tưởng nhiều quá, bác nói bây giờ đây mà còn tham ngủ thì làm sao mà trở về Tây Phương chứ, vung lên đừng có ngủ nữa chứ. Đúng, mình lúc mình khỏe thì mình nói được, nhưng chính mình mà khi rơi vào tình trạng đó bây giờ nói giờ cái sức khỏe chịu thua, tức là cái tâm mình cũng muốn thức để mà niệm Phật. Nhưng mà cái lực mình yếu xìu, gọi là lực bất tòng tâm. Chúng ta phải hiểu tình trạng này. Không thể nào mà chui người ta nói phải mở mắt cho. Có nhiều người hộ niệm á, giật mắt người ta ra, mở ra để hộ niệm chứ, để niệm Phật chứ, tại bây giờ còn ngủ gì nữa. Thì cái này là nó có nhiều cái sơ suất trong đó. Bắt buộc chúng ta phải để cho người đó ta nghỉ. Ta nghỉ rồi Mình niệm Phật sau. Đó mới là điều đúng. Mong chị vị hiểu được như vậy, mỗi ngày chúng ta vững vàng để mà sau cùng rồi chúng ta mới có cái bớt sơ suất đi cho có nhiều người. Xin thưa thật với chị vị, có nhiều người sơ suất nhiều lắm. Trải qua cả hàng trăm ca hộ niệm vẫn còn sơ suất như thường. Đừng nói chi là những người mà như chúng ta mà cái kinh nghiệm hộ niệm quá yếu. Không phải đơn giản đâu. Thật sự, pháp hộ niệm này cho nó thấy vậy nhưng mà nó nhiều, chúng ta phải cần học hỏi thì để mới có thể giúp cho một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Nam mô A Di Đà Phật.